Clip siêu cuồng phong bão Noru đã đổ bộ vào đất liền, áp sát lãnh thổ Việt Nam, sẵn sàng sơ tán 870.000 người. Mới đây siêu bão Noru đã đổ bộ lên thành phố Bordeaux thuộc quần đảo Polillo, Philippines. Theo thông báo của Cục Khí tượng Philippines PAGASA, bão Noru đã mạnh lên với sức gió 195 km/h, giật mạnh 240 km/h và được xếp vào hàng siêu cuồng phong theo thang sức gió Beaufort. Khi bão đổ bộ Philippines có thể thấy cây cối bị gió quật ngã, sóng biển cao và nhiều khu vực thấp bị ngập nặng. Một vài nơi trên đảo Luzon còn bị mất điện, đường dây liên lạc cũng đã bị cắt đứt. Sau khi đi qua Philippines, dự báo cho thấy siêu bão Noru sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận ở Việt Nam. Theo thông tin, các kịch bản ứng phó hiện đã có, ưu tiên là con người, sau đó tới tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản. Chúng ta cố gắng kêu gọi các tàu thuyền ra khỏi khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới, theo hướng chạy ra phía bắc hoặc nam, tránh chạy vào bờ vì rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho bà con, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai các tỉnh thành từ Quảng Bình tới Bình Thuận đã rà soát phương án sơ tán. Siêu bão Noru được đánh giá là cơn bão có diễn biến phức tạp và sẽ còn có khả năng thay đổi nhiều về sức mạnh cùng hướng di chuyển trong thời gian tới. Do đó, việc chuẩn bị kỹ các biện pháp ứng phó lúc này là điều rất cần thiết.